thùng. Bà nội tôi bây giờ bóng có thấy đường đi, mà mỗi lần mà vả lên cơn là bà chọi bà tạt nước bà nội tôi hoài hà. Mà bà nội bà cái dạng như là bà không có thấy bả gì đó, bà chọi bà kia bà nói ui da chứ bà không thấy gì trơn. Chú tôi cũng được bình thường mà vợ ông không có được bình thường nữa, ngay nhà tôi luôn. Vậy đó hả? Ừ, ngay nhà tôi luôn, tại ở đất của nội luôn luôn mà bây giờ bà già lắm rồi. Vậy đó hả? Chị cho tôi số điện thoại đi rồi có gì tôi điện rồi tôi hỏi. Chị có ngày chủ nhật hả? Gì hả? Chủ nhật hả? Chủ nhật gì không mấy chủ nhật đi. Ừ, chủ nhật đi rồi ông lên ông chạy đây tới 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 nhà chồng cái đôi đó ông chạy quẹo chợ hỏi nhà bà, hỏi nhà mà năm bộ đâu là nó chỉ à. Đó. Có gì nữa cho tôi số điện thoại đi rồi chủ nhật chạy lên. Ừ, ông chủ nhật mới rảnh được, còn ngày thường không có rảnh. Ngày thường không rảnh. Ông quay cái đó rồi nhiều người ta xem lắm đó, tại nhiều người già cao tuổi á nó phải xem. Hồi nãy em nói bà cụ nhiêu tuổi? 95 tuổi rồi. 95 tuổi hả? Rồi bây giờ hiện giờ ba đang sống với một cô khùng. Một cô khùng là nhiêu tuổi? 70 mấy tuổi. 70 mấy tuổi hả? Năm nay bà đó 70 con gì đó. 70 mấy tuổi đó. Là có 2 mẹ con hả? Rồi thêm người chú nữa. Người chú sao? Người chú không được bình thường, người chú cũng 5 mấy tuổi rồi. 5 mấy tuổi luôn, cũng ở chung là ba gia đình. Ở chung luôn có 3 người với 3 người. Con dâu không được bình thường. À 3 người ở chung luôn. Ở chung. Rồi con dâu không được bình thường đó hả? Không. Ở chung luôn. Vậy có nghĩa là cái nhà đó là 4 người ở chung một nhà. 4 người ở chung một nhà. À. Vậy người nào cũng bệnh hết trơn rồi. Rồi có ai mà nuôi không hay là không thì chú tôi với vợ ổng thì nấu cơm rồi cho bà ăn đó. À, tức là cái người chú nấu cơm ra hàng ngày đem qua. Ừ. Đem qua cho ăn vậy rồi chú nấu cơm gì ở chung một nhà luôn. Ở chung một nhà luôn hả? Ừ. Tội nghiệp dữ vậy ta, lớp nào bà cụ thì bà lớn tuổi rồi, thêm mấy cái người kia bệnh nữa thấy tội dữ vậy ta. Vì cái trường hợp này thì nên chia sẻ để chủ nhật anh nhín cái thời gian ra anh lên trển để mà anh chia sẻ cái nội dung cái video này cho khán giả gần xa trong và ngoài nước ta xem. Bởi vì nghe thấy thì cũng đáng thương và tội nghiệp. Bởi vì cái bà cụ quá lớn tuổi rồi, phải chi mà mấy người kia người ta bình thường á thì nó đỡ ha. Còn này bệnh luôn. Bệnh luôn hết trơn gia đình. Cái này cũng cũng do cái số phận. Và đây cũng là một cái nghiệp duyên. Cái cảm nghĩ của anh là nếu nói về cái tâm linh đó là cái trường hợp đó là do cái số và do cái nghiệp duyên. Rồi em bán bữa nay được không? Bán này được. Ở này em bán ế lắm á. Bữa nay gầm mà sao ế kỳ vậy ta? Giờ này gầm lại mới dữ lắm luôn á. Vậy đó hả? Gầm đáng lẽ ra là bán ngon, bán đồ chay là ngon lắm đó, bán chạy lắm á. Bán dụ như cơm nước hay là cu tiếu gì. Ở nay em bán chay thì được mà bán mặn ế vậy. À phải rồi, tại vì cái ngày gầm người ta ăn chay nhiều, em bán mặn thì không ế sao được. Em với cái gia đình hồi nãy là có bà con dòng họ vô phải loại sớm. Bà nội. Bà nội hả? Đó bà nội, còn bà... kia cái cô cùng là cô 2. Chị đó hả? Rồi em ở gần luôn hả? Ở gần luôn. Ở gần luôn hả? Bà ơi, cũng như là cái đường đi thì em ở trên này bà ở dưới Hoàng Sa luôn. Gì đó. Ở ngoài sao? Thì đi ngang nhà em mới tới nhà nội. Gì đó hả? Rồi bên này em bán là đồ chai hết chưa? Chai hết rồi. Hết rồi hả? Bán có 2 mấy là 4 mấy không chứ. Vậy đó hả? Tại vì gầm lớn mà gầm tháng 10 là gầm lớn mà gầm cuối năm. Cuối năm. Thì chiều nay anh cũng cũng cho đồ gãy từ thiện ở đắng đó. 4 giờ gửi em ở đây thì lại là đắng ra lấy. Chút đây anh đi lấy đồ gì anh dạ. anh lấy đồ về rồi anh mua bọc anh bỏ vô á, phân ra rồi chiều 4 giờ rưỡi anh sẽ phát cho. Bởi vì đi lên đi xuống không lấy đồ cả buổi trời á,
Bởi vì lên tới chỗ lấy là 1 tiếng đồng hồ, về 1 tiếng đồng hồ. Rồi vô đó xách đồ rồi ra nữa là lên đồ nữa là một buổi. Rồi về nhà, về đây rồi mới vô bọc, phân ra vô bọc. Rồi thành thử ra xong rồi cũng chiều. Thử ra đây thì anh em đã cho, hoặc giả là nếu như mà có đây thì là đăng lấy. Em ở đây á có 2:30 về rồi. 2:30 về hả? Hồi đó giờ cái gia đình mà hồi nãy đó em chia sẻ đó, có ai đến chia sẻ, có ai đến ghi hình, có ai quay không? Không. Chưa có ai quay, chưa chia sẻ chưa ha? Chưa. Ngày bữa hổm mẹ bà bán bánh xèo á, mẹ cũng có người lại quay nữa, nhưng mà lại quay rồi nói là bên nước ngoài gì đó. Cái bà nào đó từ thiện cho, nhưng mà chưa có thấy cho nha. Chỉ mới cho bà có 500 ngàn thôi à, hỗ trợ 500. Thì cái đi người ta hỗ trợ được nhiêu thì mình mừng bấy nhiêu, mình cảm ơn người ta. Trong nước cũng được mà ngoài nước cũng được, nếu như ai mà đồng hành thì mình cảm ơn người ta. Em nói ai lại quay vậy? Không biết cái YouTuber ở đâu quá. YouTuber tên gì mà nó không có để lại số điện thoại vậy chứ vậy? Số điện thoại nhiều khi ta đã trong kênh á. Trong kênh ta có để số. Có trong kênh họ mà không, bả không biết kênh gì luôn. À không biết tên kênh gì ha. Là hồi đó là quay đây nè. Quay mẹ em hả? Quay mẹ, quay đây luôn nè. Quay đây luôn, là đây luôn ha. Quay đây luôn. Quay ổng với bả. Vậy là cái kênh YouTube đó người ta có nói cái kênh của người ta cho mình nghe không? Bả hồi biết, bả không biết luôn. Bả không biết luôn. Nè. Mới có 9 giờ hả? Bên này đắt không? Bên này công nhân đồ nó bu nhiều không? Bu đâu, công nhân nó đi nhộn nhịp như Tết vậy đó. Mà bán không được chứ chê. Bán không được hả? Ốm chết mà. Gì vậy ta? Mà sao? Đi nhìn Tết vậy. Dạ. Bên này em bán được bao nhiêu tô? Dạ, bên này em bán được khoảng 50 tô. 50 tô hả? Là chai không là 50 tô? Mặn không á, em bán mặn không á, chai á là em bán có 26 hả? À, chai 26 hộp, còn mặn thì 50. Tại vì có số người ta ăn chai, có số người ta ăn mặn ha. Ừ. À, người ta ăn chai không được, người ta ăn mặn. Bữa nay thứ mấy ta? Bữa nay thứ 6. À, thứ 6 hả? À, thứ 6. Mời thứ 7. Không ghiêu không anh ơi? Dạ. Rồi, cảm ơn em ha. Ủa, nhà ông chuyện gì? Đây cái chỗ em bán nè, bún riêu nữa quý vị. Bún riêu, hủ tiếu. Làm bán cho người ta đi. Giờ đây thì Minh Tiền cũng xin khép video tại nơi đây. Cảm ơn quý vị các bạn của bác anh chị mình đã quan tâm theo dõi video mới của Minh Tiền ngày hôm nay. Chúc cho quý vị mình một ngày mới được dồi dào sức khỏe ha. Còn giờ đây thì Minh Tiền xin chào và hẹn gặp lại sau. Quý vị các bạn của bác anh chị mình thấy video này có hữu ích và ý nghĩa thì nhớ cho Minh Tiền một like, một đăng ký, một chia sẻ để chúng ta không bỏ lỡ những video mới tiếp theo. Còn giờ đây một lần nữa xin chào, hẹn gặp lại sau. Bye bye nha.